Rồi con có hẹn trước với nó chưa? Dạ có rồi. Có rồi hả? Dạ. Hẹn trước được chứ, cái tính nhỏ này nó lèn hẹn lâu lắm. Dạ. Đã có hẹn rồi hả? Dạ. Chú uống nước. Dạ. Cơm nước gì chưa? Dạ, hồi nãy qua ăn rồi. Dạ. Mai mốt ăn gì ăn từ nhà nè, ăn hết rồi qua đây ha. Dạ không, nãy nhà con ăn cơm xong hết luôn rồi, no. Dạ con ăn đầy đủ no, chú uống nước kìa. Chứ nói chuyện với người lớn mà cứ nhai nhai gì mất lịch sự không? Dạ. Dạ. Ba lại làm ảnh bị khớp nữa phải không? Có gì đâu khớp. Dạ. La lần cho nó quen chứ. Dạ. Giống như ta nói gì đó. Thôi, vậy thôi, tụi con đi nha ba. Thôi đi. Dạ. Sao vậy? Quên gì nữa hả? Dạ không. Bây vậy đi chơi có chút xíu mà đồ đạc đi. Quên gì ba lấy ra. Anh muốn. Gì hả? Dạ. Rồi. Trời đất ơi. Ngày xin gom phun giờ là con nhỏ ngồi dính rồi đúng không? Dạ không, chú đừng hiểu lầm, bình thường con cũng không biết nói làm sao. Trời đất ơi, cái gì đâu mà qua đây mà nói chuyện với người lớn á, ta phải lịch sự, tối thiểu chú không phải này nọ, không phải đặt ra cái gì nó ghê gớm lắm đâu. Nhưng mà nói chuyện người lớn là phải lịch sự đàng hoàng chứ phải vừa nói nói chú không được. Dạ, dạ. Ba không phải đâu, chắc tại nay ảnh gặp ba ảnh sợ ảnh bị khớp á, chứ bình thường ảnh không có vậy đâu. Ủa, mỗi lần nó khớp nó phải nhai xì gom hả? Dạ cái thói quen nó vậy rồi. Nhai xì gom là nhai lưỡi đúng không? Trời đất ơi, chú Hiền muốn chết luôn à. Mày nghĩ sao mày sợ chú không biết nữa. Dạ. Nhưng mà nhai xin gom thì chú cũng không nói gì đâu, nhưng mà nói chuyện người lớn vừa nhai vừa nói nó kỳ lắm. Với lên nhai xin gom ta nhả phải đúng nơi đúng chỗ đàng hoàng, thấy không? Dạ. Rồi, còn thôi là phải đem theo cái miếng giấy mà gói xin gom á. Dạ. Mình nhả cho miếng giấy đó rồi mình gói lại, mình có dục bậy người ta cũng không dính, đồng nghiệp người ta, hiểu không? Dạ, cái này cũng thua chú. Bình thường con nhai xin gom á, con cũng bỏ đúng nơi quy định lắm. Hồi nãy chú la mất lịch sự á, cái con quy định chỗ này là cái chỗ nhả xin gom luôn. Rồi. Cái này không binh được luôn á thiệt á. Cũng may nó chưa quy định đây ngay đây cho nó nhả cái đó là rồi thôi. Sao dám vậy? Giờ đó, gỡ đi. Gỡ ra, chừng nào ra xong, gỡ ra xong rồi mới đi. Ủa gì ba, trễ giờ, phim tụi con sắp chiếu rồi. Cho nó bỏ cái đặt chứ. Bây giờ ngồi kéo ra là nó còn dính lại cái sót rồi. Rồi cứ... Rồi bây giờ nhai xong rồi không biết cách nào mà bị dính vô, không biết cách nào gỡ hả? Không biết luôn hả? Dạ. Chỉ biết hưởng thụ, biết nhai, biết ăn thôi. Không biết cách gỡ ra vậy. Trời đất ơi, đây tôi chỉ cho cái nhớ luôn, tới già nghe chưa? Dạ. Mấy cái này lấy cái cồn á, nước cồn á, bôi xung quanh vô. Lát hơi là nó co lại cục rồi lấy ra, lẹ làng, thấy chưa? Ủa, vậy tính ra nó cũng dễ quá em ha. Dễ chứ sao? Còn nói nữa. Mà vậy thôi dịch để con lên con thay đồ rồi đi luôn chứ làm nó mất công. Dạ. Anh á kỳ cục dữ sợ vậy.